Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, trong khi tình hình đại dịch tại Úc tương đối ổn định, thì tình hình tại Ấn Độ vẫn diễn ra vô cùng phức tạp đến mức độ mà toàn thế giới này đều đang hướng về đất nước này để có những biện pháp giúp đỡ cụ thể hơn. Ngoài ra, thì đối với cư dân tại Tasmania, thứ bảy tuần này là ngày bầu cử quốc hội tiểu bang và cư dân sẽ chọn cho mình một lãnh tụ trong thời gian 3 năm sắp tới. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Bầu cử trong thời đại dịch, cử tri tại Tasmania sẽ quyết định vào thứ bảy tuần này. Tasmania là tiểu bang thứ ba có bầu cử quốc hội trong thời đại dịch. Queensland đã có bầu cử vào tháng 10 năm 2020 và Đảng Lao động đương nhiệm đã tái đắc cử với số ghế gia tăng. Trong khi đó thì tại Tây Úc, trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua, chính phủ Lao động đương nhiệm cũng đã đại thắng. Nói chung thì đảng đang cầm quyền có nhiều lợi thế trong thời kỳ đại dịch khi đảng này thành công trong chính sách phòng chống đại dịch Covid-19. Tại Tasmania, chính phủ liên đảng tự do quốc gia của thủ hiến Peter Gatwood cũng được coi là thành công trong việc phòng chống đại dịch. Câu hỏi được đặt ra là liệu chính phủ liên đảng tại Tasmania có thể gặt hái được kết quả tương tự như chính phủ lao động tại Queensland hay không? Trong cuộc bầu cử lần này, với 25 ghế tại Hạ viện, thì số cử tri bỏ phiếu trước thời hạn đã gia tăng nhiều hơn lần trước. Điểm khác biệt có vẻ là trong cuộc bầu cử 2018, đảng tự do chỉ thắng được 13 ghế, tức là chỉ có đa số là một ghế, Tuy vậy, đa số một ghế này cũng đã bị mất đi khi một dân biểu đảng tự do đã rời khỏi đảng hồi tháng 3 vừa qua. Hệ thống bầu cử tại Tasmania cũng khác hơn so với tại Queensland và Tây Úc. Bởi vậy, vào thời điểm này thì ít ai có thể dự phóng một cách chính xác là chính phủ liên đảng sẽ thắng cử và mức độ thắng cử sẽ như thế nào. Hôm qua, thủ hiến Peter Gatwain và lãnh tụ Đảng Lao động ở thế đối lập, bà Rebecca White, đã có cuộc tranh luận truyền hình và giới báo chí đã cho rằng bà Rebecca White đã thắng điểm. Tuy nhiên, điều này không thể đảm bảo được kết quả của cuộc bầu cử thật sự. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2018, lãnh tụ Đảng Lao động ở thế đối lập cũng đã thắng điểm trong các cuộc tranh luận truyền hình, nhưng sau cùng cũng đã bị thua một cách khít khao. Trong khi đó, thì trong cuộc vận động bầu cử lần này, thì cả chính phủ và đảng lao động đều vận động tranh cử xoay quanh vấn đề chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Tasmania và trên nguyên tắc thì đây là lợi thế của chính phủ. Nhắc lại là cử tri Tasmania sẽ đi bầu cử vào thứ Bảy tuần này và đảng tự do phải thắng ít nhất là thêm một ghế thì mới có được đa số tại Hạ viện, trong khi đảng lao động phải thắng thêm ít nhất là bốn ghế thì mới có thể trở thành chính phủ. Doanh nghiệp đấu tranh kêu gọi trì hoãn gia tăng mức lương tối thiểu vào tháng 7 sắp tới. Tổng nghiệp đoàn ACTU tại Úc đã đẩy lùi lời kêu gọi của các doanh nghiệp lớn nhằm trì hoãn việc gia tăng mức lương tối thiểu cho tập thể công nhân tại Úc. Nhiều doanh nghiệp lớn tại Úc đã kiến nghị là việc tăng tiền lương tối thiểu không nên được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 sắp tới, tức là vào đầu năm tài chính 2021-2022. Lý do là vì hồi đầu tháng 2 vừa qua, mức lương tối thiểu tại Úc đã gia tăng rồi và thật không công bằng khi mà chỉ 5 tháng sau đó thì họ lại phải gia tăng mức lương tối thiểu cho tập thể công nhân của mình. Tuy nhiên, Tổng nghiệp đoàn ACTU đã yêu cầu Ủy hội làm việc công bằng tức là Fair Work Commission để cân nhắc về vấn đề này. Chủ tịch nghiệp đoàn ACTU, bà Michelle O'Neill cho biết, việc bỏ thêm tiền vào túi của người lao động sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nghiệp đoàn ACTU hiện đang thúc giục Fair Work Commission nhanh chóng phê duyệt quyết định gia tăng 26 đô la một tuần tiền lương cho những người đang nhận lãnh mức lương tối thiểu. Nhắc lại là mức lương tối thiểu của Úc đã gia tăng 1.75% lên 753.80 đô la mỗi tuần sau khi xem xét năm ngoái, nhưng việc gia tăng này đã bị trì hoãn ít nhất 3 tháng đối với hầu hết người lao động vì lý do đại dịch Covid-19 và do đó chỉ vừa mới được gia tăng vào tháng 2 năm 2021 mà thôi. Trong khi đó, thì vào năm 2019, lương tối thiểu đã tăng 3%, thấp hơn mức tăng 3.5% của năm trước đó và mức tăng 3.3% vào năm 2017. Doanh nghiệp Úc kêu gọi gia tăng ngân sách để thu hút phụ nữ trở lại làm việc. Hội đồng Kinh doanh Úc Châu vừa đệ trình Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg về nguyện vọng giúp đỡ giới phụ nữ quay trở lại công việc dễ dàng hơn bằng cách sửa đổi hệ thống chăm sóc con cái và hệ thống nghỉ phép có lương của cha mẹ trong ngân sách liên bang. Dự trù sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 5 sắp tới. Giám đốc điều hành hội đồng kinh doanh, bà Jennifer Westacott lập luận rằng, với việc dân số Úc đang tăng ở mức thấp nhất kể từ Thế chiến thứ nhất, thì sự tham gia của phụ nữ vào thị trường nhân dụng là việc vô cùng quan trọng để có thể tận dụng tối đa tài năng quốc gia thay vì phải lệ thuộc vào số lượng công nhân tay nghề từ nước ngoài. Theo lời của bà Jennifer Westacott, thể ủy hội năng suất tức là Productivity đã phát hiện hơn 90.000 người trên khắp nước Úc đã không thể tham gia lực lượng lao động vào năm ngoái, mà chủ yếu là do chi phí chăm sóc trẻ em quá cao, nên các bà mẹ đã phải nghỉ làm việc để ở nhà chăm sóc con cái. Cũng theo lời của bà Westacott, thì chính hệ thống chăm sóc con cái và nghị phép có lương của giới công nhân viên chức là rào cản đối với những phụ nữ muốn quay trở lại làm việc, trong số đó có rất đông là thành phần có chuyên môn cao. Bà Westacott đã viện dẫn dữ kiện của Tổng Công ty Kiểm toán KPMG khi ước tính rằng chi phí cho kế hoạch chăm sóc con cái tại Úc vào khoảng 2 tỷ rưỡi đô la, nhưng nó sẽ tạo ra một động lực cho nền kinh tế khoảng từ 4 đến 5 tỷ đô la. Một cách cụ thể thì Hội đồng Kinh doanh Úc Châu đã đưa ra hai đề nghị. Thứ nhất là trợ cấp chăm sóc trẻ em nên gia tăng từ 85% lên 95% cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Thứ nhì là nghỉ thai sản có lương cho cả cha hoặc mẹ hơn 50% doanh nghiệp tại Úc đã bị tin tặc tấn công trong một năm qua. Báo cáo mới được công bố của một công ty chuyên về an ninh mạng có tên gọi là MyCast cho biết, chỉ riêng trong năm ngoái 2020 đã có 64% các doanh nghiệp địa phương tại Úc bị tin tặc tấn công bằng các mã độc, tăng hơn 48% so với năm trước đó. Thực tế này xảy ra trong khi thời gian đại dịch COVID-19 nên nhiều công ty đã buộc phải chuyển sang làm việc trực tuyến. Các chuyên gia cho biết trong mỗi vụ tấn công, thông thường thì tin tặc sẽ tấn công vào mạng lưới hoặc hệ thống lấy cắp thông tin cá nhân hoặc các thông tin nhạy cảm, sau đó đòi tiền chuộc để trả lại hoặc mở khóa các thông tin đó. Mặc dù các chuyên gia cho rằng các công ty không nên trả tiền chuộc cho tin tặc vì hành động này giúp nuôi dưỡng các hành vi phạm pháp luật, song theo thống kê của MyCast, 54% công ty đã trả tiền chuộc. Trong số này, 76% công ty lấy lại được dữ liệu, còn 24% không lấy lại được. Trước báo cáo này từ năm ngoái, nhiều thực thể, trong đó có các công ty lớn của Australia, đã thông báo về việc bị tin tặc tấn công. Nạn nhân gần đây là hệ thống đài truyền hình số 9. Sau khi bị tin tặc tấn công, thì toàn bộ hoạt động của đài truyền hình này đã phải ngưng hoàn toàn, khiến cho một số chương trình không thể phát sóng như thường lệ. Trước đó, mạng máy tính của Quốc hội Úc tại Canberra cũng đã bị tin tặc tấn công vài lần. Trước thực trạng này, Trung tâm an ninh mạng tại Úc đã đưa ra các khuyến cáo và trình tự hướng dẫn các thực thể cách thức đảm bảo sự an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng việc cập nhật phần mềm thường xuyên cũng như sử dụng xác thực đa yếu tố cũng là những biện pháp hữu dụng để bảo mật trong môi trường không gian mạng. Tiểu bang Nam Úc tung voucher khách sạn trị giá 100 đô la dành cho du khách giữa các tiểu bang các phiếu tiền mặt dùng để chi trả cho việc thuê mướn khách sạn trị giá lên đến 100 đô la một lần nữa đã được chính quyền Nam Úc tung ra với các chương trình đang nhắm mục tiêu đến các du khách giữa các tiểu bang. Điều này có nghĩa là cư dân Nam Úc và du khách giữa các tiểu bang đều sẽ có cơ hội thuê mướn khách sạn miễn phí nhờ vào đợt phiếu du lịch thứ tư này. Thủ hiến Stephen Marshall cho biết, hai đợt đầu tiên, các doanh nghiệp tại Nam Úc đã thành công rực rỡ với 62.000 lượt đặt phòng khách sạn đã được thực hiện Vòng thứ ba hiện đang được tiến hành, đa số tập trung vào các chuyến du lịch và trải nghiệm địa phương, nơi có hơn 100.000 người đăng ký bỏ phiếu điện tử ngẫu nhiên. Ngoài ra, chính quyền Nam Úc còn có một phiếu tặng tiền mặt khác dự phóng sẽ ra mắt vào tháng 5 sắp tới. Đây là phiếu mua hàng trị giá 100 đô la được cung cấp cho các khách sạn hoặc motel ở khu vực trung tâm thành phố, tức là Adelaide CBD, để những khách sạn này có thể biếu tặng cho khách thuê phòng. Thủ hiến Nam Úc cho biết sẽ có khoảng 50.000 phiếu mua hàng được tung ra nhằm mục đích kích hoạt kinh tế của lĩnh vực nhà hàng khách sạn trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, vì thông thường đây là khoảng thời gian mà hoạt động kinh doanh được cho là chậm chạp nhất. Thảm kịch Covid-19 kinh hoàng ở Ấn Độ và viễn cảnh u ám cho toàn thế giới. Đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ là lời cảnh báo cho viễn cảnh u ám mà cả thế giới sẽ phải đối mặt nếu không nhanh chóng can thiệp và dập dịch ở quốc gia này. Thảm họa COVID-19 ở Ấn Độ dường như đang trở thành kịch bản tồi tệ nhất mà nhiều người lo sợ trong đại dịch này. Trong nhiều tuần qua, Ấn Độ đã không còn giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19, không tiến hành đủ xét nghiệm, thiếu thuốc men và oxy. Quốc gia 1.4 tỷ dân đang oằn mình trước số ca mắc không ngừng gia tăng. Hai quan điểm đối lập trong cách phản ứng toàn cầu trước đại dịch COVID-19 đó là những nước phát triển ở phương Tây đã ưu tiên tiêm vaccine cho người dân của họ trước còn Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì lại có quan điểm chia sẻ bình đẳng vaccine toàn cầu. Với nguồn cung vaccine không thể đáp ứng cho tới cuối năm này, điều cần thiết hiện nay là cần phải nhìn nhận rằng, bất chấp những ý định tốt đẹp của Tổ chức Y tế Thế giới và sáng kiến COVAX nhằm chia sẻ vaccine công bằng trên toàn cầu, đại dịch cần một quãng thời gian tập trung vào việc chữa cháy ở những ổ dịch mà những quyết định khó khăn cần phải được đưa ra. Điều đó sẽ yêu cầu các quốc gia cần có nhận thức vượt lên trên tầm nhìn của cuộc khủng hoảng y tế chỉ trong nước mình để hiểu rằng đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu không có sự can thiệp. Các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo rằng việc để cho virus lây lan không kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm và kéo dài đại dịch. Trên thực tế, đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ bùng phát một phần do sự chủ quan của nhà chức trách Ấn Độ khi nhận định hồi tháng 3 rằng dịch bệnh đã đến hồi kết, giữa bối cảnh làn sóng COVID-19 thứ hai vẫn đang diễn ra. Sai lầm này không khác nhiều so với sai lầm của các nhà lãnh đạo khác trên thế giới khi coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Điều khác biệt ở đây là dịch COVID-19 tại Ấn Độ có nguy cơ gây tổn hại lớn lao cho toàn thế giới ở quy mô chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Ấn Độ, vốn là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, được cho là sẽ cung cấp nhiều tỷ liều vaccine COVID-19 theo cơ chế COVAX cho những nước nghèo, chủ yếu ở châu Phi. Nhưng những liều vaccine này hiện đã phải chuyển hướng để phục vụ nhu cầu của Ấn Độ khi chính nước này cũng đang chật vật tìm nguyên liệu để sản xuất vaccine từ Mỹ. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.